Hello, vợ chồng Nhi xin mến chào ông bà, cô chú bác và anh chị em thân mến trên cộng đồng mạng. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Hôm nay ngày mấy anh? Ngày 19 tháng 10 năm 2023. Và rồi à. Bây giờ hôm nay câu chuyện em chia sẻ, câu chuyện này rất là quan trọng ha. Cho nên em phải đọc lên cái ngày tháng. Câu chuyện này câu chuyện bắt đầu bước tới câu chuyện pháp lý nha quý vị. Câu chuyện của Uber và bà Trang Lê được Hằng lương lẹo kêu gọi tiền 35.000 thuê luật sư. Câu chuyện này ha, em rất là thắc mắc. Ông Uber và bà Trang Lê, tại sao bà Trang Lê bả tự xưng bả là mạnh thường quân cho ông Uber mượn 2.000 đồng tiền mặt quý vị? Thấy không? Cho Uber mượn 2.000 đồng tiền mặt. Mà tại sao cho đến ngày hôm nay ha, bà Trang Lê bả nói là bả đi thưa tố con Hằng, đúng không, về cái lừa đảo ăn chặn tiền từ thiện. Nếu mà bà nói bà thưa kiện con Hằng để mà đi á, lên pháp luật á, con Hằng lừa đảo á, thì tại sao bà không nói cho á, mọi người nghe cái câu chuyện á liên quan tới bà là vụ như Uber bà cho mượn 2.000 đồng đó, là bà phải nói cho người ta biết như Uber này thật sự có đi thuê luật sư không, đúng không? Mà nếu mà bà không biết thì bà phải đi tìm thằng Nhật bà hỏi, chứ là phải bà lên bà quan cái biển bà nói bà đi thưa thằng Nhật Uber đưa lên á pháp lý. Bà đi thưa kiện con Hằng lươn lẹo. Nếu mà bà nói bà đi thưa con Hằng lươn lẹo thì bà phải đưa được cái team member lên cho cộng đồng mạng để cho khán giả người ta biết. Tại sao cho đến ngày hôm nay tôi thắc mắc bà nói bà thưa, bữa nay bà thưa người này rồi mai bà đợi đi thưa người kia. Bà thuê luật sư hết trơn rồi, bà làm nhiều thứ lắm. Bà thuê luật sư rồi ha, bà có luật sư hết trơn rồi, luật sư của bà, luật sư riêng gì nữa. Ủa, bà đi thưa rồi mà sao tụi tôi thắc mắc cái team member á, bà đi thưa á ha, con Hằng lươn lẹo á, cái team member đâu? Tại sao bà không dám đưa lên cho người ta coi? Bà đang dẫn dắt cộng đồng, bà đang á, lên đây á, bà cản trở, bà đi chửi rủa vợ chồng Yến Nhi, bà đi tìm thông tin, tìm địa chỉ nhà vợ chồng tôi, là nó hăm dọa vợ chồng tôi để bịt miệng vợ chồng tôi, để tụi tôi không có muốn, tụi tôi chia sẻ lên cái câu chuyện có liên quan tới bà với ông Nhật Uber có tiền mượn trong đó. Bà nói bà là mạnh thường quân đưa tiền trong đó, cho nên bà sợ mà muốn bịt miệng tụi tôi, đúng không? Tôi không cần biết ha, tôi không cần biết là bà với ông Nhật á là nó như thế nào, nhưng mà cái câu chuyện này bà nói á là ông Nhật là tốt lắm. Bây giờ tôi hỏi bà, lần đầu tiên tại sao tôi chia sẻ lên con Nhật Uber thắc mắc ông Uber mượn và kêu gọi tiền, xin tiền của mạnh thường quân để mà thuê luật sư 35.000, đúng không? Thì tiền mượn của luật sư cho 15.000 và tiền mạnh thường quân cho 15.000 luôn. Rồi á, bà nói bà là mạnh thường quân, tại sao bà không tìm ông Nhật, bà hỏi là có thuê luật sư không? Tại sao bà không hỏi cái đó để mà bà chia sẻ lên cho cộng đồng mạng, khán giả người ta, mạnh thường quân khác người ta biết? Tại vì bà rất là gần, thân cận, biết ông Nhật mà, bà nói chuyện với Nhật mà. Ông Nhật có, bà nói tôi nghe là ông Nhật có gửi xe đổ nhà bà nữa, bà có nói chuyện qua lại, tiếp xúc với ông Nhật mà. Tại sao những cái đó bà không đi hỏi chính xác cho người ta biết? Mà mỗi lần tôi lên tôi nói tên Nhật á là bà đều cản hết trơn vậy hả? Bà đều cản tôi hết, bà kêu tôi đừng có nói, bà lên bà làm tiếp, bà nói ông Nhật là tốt lắm. Bây giờ tôi hỏi bà một câu dứt khoát là ông Nhật có lừa đảo hay là không? Nếu mà bà nói á mà ông Nhật không có lừa đảo á thì bà đi thưa con Hằng cái chuyện gì? Bà đâu có liên quan với tiền gì của con Hằng đâu mà bà đi thưa ông Nhật hay là thưa con Hằng được, đúng không? Bà đang dẫn dắt và bà đang làm á một cái nội gián ở trong đây để mà bà đi chửi vu khống cho vợ chồng tôi và anh channel chết xịt và anh Chú ơi và Dakota, rồi bà chửi luôn chị khán giả là chị Mai Hồng và bà chửi luôn Miss Phoenix người ta nữa ha. Bà nói á, là tụi tôi là bị con Hằng á lươn lẹo mua chuột. Bây giờ tôi yêu cầu bà lấy cái bằng chứng mà những anh chị em tôi người nào bị mua chuột như thế nào và giá tiền mua chuột là bao nhiêu lên cho cộng đồng mạng coi, chứ không phải là lên đây muốn á, hạ cái uy tín, bôi nhỏ cái uy tín người ta bằng cái miệng lưỡi không xương gì nữa léo của bà. Muốn làm như thế nào bà làm, nói cái gì cũng phải có bằng chứng. Tôi yêu cầu bà đưa cái bằng chứng mà tôi, vợ chồng tôi và những anh chị em khác bị con Hằng mua chuột đem lên đây cho người ta coi. Rồi bà nói bà đi thưa kiện của Hằng rồi, bà có luật sư rồi, bà thuê luật sư rồi, bà kêu chờ đợi đi. Thì bây giờ bà đưa cái team member lên cho cộng đồng mạng khán giả coi. Cái này là tôi nói đây là sự thật, đúng không? Đó, chứ bà không phải là bà nói bằng cái miệng không. Đó, không phải bà nói bằng cái miệng không, bà đến đi thưa rồi bà lên bà muốn chửi rủa ai bà chửi. Bà nói là bà đi thưa con Hằng, bà lấy cái chuyện con Hằng ra, bà vậy là bà nói con Hằng lừa đảo mà bà không nói được số tiền gì hết. Ha, bà không nói được cái số tiền gì hết trơn á, mà bà chỉ được dựa vô cái câu chuyện Hằng, bà nói là thương Hằng, bà nói Hằng lừa đảo, rồi bà kiếm chuyện qua những anh em tụi tôi, bà đi vu khống tụi tôi là bị Hằng mua chuột, rồi bà chửi tụi tôi thôi, chứ bà không có lật mặt con Hằng hay là bà nói gì con Hằng lừa đảo gì trơn. Bà chỉ nói ơi con Hằng lừa đảo, bởi vì bà lấy cái phân đó, bà kéo cái phân đông để mà tấn công tụi tôi. Đúng. Đó, bây giờ tôi yêu cầu bà đưa cái số khi member bà đi thưa con Hằng ra cho những cộng đồng mạng, cô chú bác anh chị em người ta biết là thứ nhất. Rồi cái thứ hai, tụi tôi bị con Hằng mua chuột từ lúc nào, bao nhiêu tiền và người nào bị mua chuột, bà phải đưa lên đây, chứ không phải là bà lên clip, bà lên kênh rồi bà muốn chửi vợ chồng Yến Nhi, nhờ vợ chồng ở Săn Phân ha, bà ám chỉ người này, bà ám chỉ người kia, rồi bà chửi tới hả trên nồi cái xịt, bà chửi em gái Dakota, bà chửi, bà kêu tới tên hả chị Mai Hồng khán giả, rồi bà kêu tới tên hả là Miss Pizzy. Người ta làm gì bà hả? Bà nói người ta là bị mua chuột, rồi kêu tới tên chú Uy Nguyên 18 này, tụi nó là bị mua chuột hết trơn rồi. Đó, bà đưa lên cái bằng chứng người nào mua chuột nha, chứ không phải bà nói bằng cái miệng nha. Bây giờ tôi đang nghi ngờ bà. Bà là một cái người ha. Trước kia tôi hỏi bà như vậy nè, tại sao Nhật Uber nó có 2 tấm check đúng không? Một cái là cash check 20.000 đúng không? Một cái check 15.000 đúng không? Mà cái check 15.000 á ha, cái check 15.000 á là không có ghi cái hạ là tiền gì hết trơn á, chỉ có số 15.000, check 15.000, không có tên tuổi gì của ai, cũng không có chữ ký gì của ai hết trơn. Để anh nói cho cái vụ tấm check á 15.000 á, rồi cái tấm check á, tấm check giả. Tại vì á check á có số mật mã ở bên tay phải, mà tụi nó Photoshop có thể là Photoshop, nó đưa ra có thể tụi nó Photoshop, nó đưa ra đó, nó chụp nó đưa cho mình coi á, là cái ngày, cái năm, rồi với tháng ở trên đó, mà cái mực của nó đó, nó hơi khác với cái số check number đó, nằm ở dưới bên tay trái, không phải tên, không anh, với không có người ký tên, không có phê cho ai hết, chỉ là chụp tấm check, có số mật mã tấm check là bên ở bên tay trái, cái đó là hoàn toàn sai. Tấm check là bên tay phải, cái số mật mã là bên tay phải, ở bên tay phải. Ok, chỉ là 15.000 vậy thôi, check number là bên tay trái ở dưới. Cái này cái đó là hoàn toàn là sai, không có pay ai hết, có đó là xạo, chết giả. Nhiều khi cái này á mình nghi ngờ là có thể là tấm check đó là cái có thể làm Photoshop ra được, đúng không? Mà em ngộ lắm, lúc em thắc mắc, em có điện thoại em hỏi bà là tại sao cái 15.000 trả tiền gì vậy, không thấy ký tên, không thấy trả tiền gì cho ai, đúng. Rồi bà nói với em á là bà không biết luôn. Nếu mà bà không biết tại sao bà là cái người đưa tiền cho thằng Nhật mà bà không đi tìm Nhật bà hỏi. Đúng là bà phải đi tìm Nhật, Nhật cái check này là trả tiền gì và trả tiền cho ai, đúng không? Rồi Nhật có thuê luật sư không, và luật sư của Nhật là thuê ở đâu, là trả giá bao nhiêu tiền cho cái khi luật sư thuê đó, đúng không? Bởi vì cái bà này á là bả là cái lúc nào em nói tới Nhật là bả cứ lên cản hoài. 2 lần rồi, lần trước lần đầu tiên bả lên á ha, nói chuyện 1 tháng sau bả chạy á, bả cũng cản là bả nói Nhật tốt. Rồi lần thứ hai bả quay trở lên, bả làm một clip bả nói á thằng Nhật á, bả nói á, chuyện Nhật á là bả chỉ nói á ha một clip này thôi, bả không nói nữa. Là tại vì á thằng Nhật á là hả bả không có hả nói tới Nhật nữa, đừng có ai, bả cứ kêu là mọi người đừng có ai hỏi tới chuyện Nhật với bả. Đó, bả chỉ lên là coi như là bả lên, bả chỉ nói xạo như vậy, bả nói kêu mọi người đừng có ai hỏi đến Nhật. Mà tại sao câu chuyện bà nói Hằng lừa đảo, bà chỉ có liên quan với Nhật với lại Hằng, cái chịu được cái câu chuyện là cái khi bà có cho Nhật mượn tiền, cái đó liên quan với bà biết mấy cái đó thôi. Mà tại sao bả kêu người ta đừng có hỏi bả, mà bả cứ lên bả cứ cản em hoài. Tại sao? Bởi vì á cho tới lúc đó mình cũng chưa, em cũng chưa có nghĩ cái gì bả hết trơn anh. Em cũng nghĩ là em cũng chưa có nghĩ ngờ bả cái gì, nghĩ về cái gì chứ. Lúc này cũng tốt bả lắm anh. Tưởng là bả nói cái là bả lên bả nói những cái gì bả biết. Vậy có Hằng biết không? Em để cho bả nói. Tưởng bả biết nhiều chuyện lắm, mà thật sự bả lên mấy tháng trời các anh chị bác thấy bả có lặt mặt cái gì của con Hằng, mà cái tiền bạc để mà bả còn kêu gọi không? Không có ha, bả chỉ nói một câu con Hằng nó lừa đảo rồi nó ăn chặn tiền từ thiện. Bà phải biết ăn chặn ở đâu, bà không có nói được cái gì hết cho người ta biết, bà chỉ nói vậy thôi. Rồi bà lên, bà lên cái bà đầu một cả chừng đô được tháng hơn. Rồi cái lão xây qua bác kiếm chị mới nói tụi mình là bị mua chuột để mà cho khán giả không tin mình, để mà không có cái tiếng nói của mình nói ra anh, để cho người ta không tin mình. Đó, rồi á để cho bả cắt cái tiếng nói mình, rồi bả đi chạy qua bả làm cái khác. Đúng. Bả chạy tiếp. Đúng. Cái này là bả đang đồng lõ hay là có một cái sự mờ ám gì trong đó để mà muốn bịt miệng em, bịt miệng các anh chị em và vu khống cho vợ chồng mình á là bị có Hằng mua chuột. Rồi bả còn đòi tìm, bả còn nói á là bả muốn bẻ răng tụi mình nữa. Rồi á, rồi với lại cái thằng bạn trai của bả đó nói nó có cái cây gì á, cái cây chéo á, 308 á, cái cây 308 á ha, là nó có sẵn trong xe hết trơn á. Đó, nó hâm dọa tụi mình nữa. Đúng. Đó, hai người đó bây giờ bạn trai bà và bà là cái người đang hâm dọa vu khống vợ chồng tôi đi tìm tệ chồng tôi, đúng không? Bà hâm dọa vợ chồng tôi và bà vu khống những vợ chồng tôi và những anh chị em khác là bị mua chuột. Tôi yêu cầu bà đưa cái bằng chứng tụi tôi bị mua chuột ra cho cộng đồng mạng coi nha. Còn nữa, bà phải giải thích, em giải thích cho khán giả nghe cái vụ mà ai giới thiệu Nhật. Đúng rồi. Bây giờ á em đang thắc mắc là Nhật Uber, có phải Nhật Uber một mình tìm đến hàng lương lẹo không? Hoặc là bà Trang Lê này giới thiệu Nhật Uber qua cho Hằng lương lẹo? Đó, bà phải lên trả lời cho cộng đồng mạng người ta biết nha. Chứ không phải á, bà muốn lên á, bà muốn nói gì nói. Rồi bà nói á ha, bà là mạnh thường quân. Tại sao nếu bà là mạnh thường quân của Nhật Uber? Lúc mà thằng Nhật nó có đưa cái tờ giấy ra cái khi của nó năm 2019, đúng không? Bà phải hỏi cái khi năm này năm 2019 mà tại sao tới năm 22 mất kêu gọi xin tiền? Tại sao bà không thắc mắc những cái đó hả? Tại sao bà không thắc mắc những đó? Rồi Nhật Uber nói là người bạn gái đó người Phi, ở đây là không có giấy tờ, tức là ở không có giấy tờ, không hợp pháp, không ở lậu rồi, đúng không? Mà tại sao người bạn gái đó nó đi làm y tá được cho chính phủ, cho nhà nước? Tại sao bà những cái đó bà không có nghi ngờ sao? Đúng không? Bà không nghi ngờ tại sao? Tại sao bà không lên nói mấy cái đó? Đúng ra bà phải nói đúng rồi, tại sao mà người bạn gái của Nhật đó là không ở đây á, là không có giấy tờ, mà tại sao Nhật nó nói được cho tôi nghe là nó nói cho Trăng nghe là bạn gái nó đây đi á, làm cho chính phủ, làm cho nhà nước, là làm y tá. Tại sao bà không nói mấy cái đó? Tại sao những cái gì á những cái gì á liên quan tới bà với Nhật bà đều á im hết trơn vậy hả? Tại sao? Tại sao bà không nói cái câu chuyện của Nhật? Bà không có liên quan gì á, bà không làm gì được con Hằng hết trơn, chỉ ngoài cái câu chuyện của bà là cho á ông Nhật á mượn 2.000 đồng tiền mặt nha, mượn 2.000 đồng tiền mặt. Bà có liên quan cái chuyện đó thôi, bà chỉ tố được con Hằng á với Nhật Uber nếu mà bà từng nghi nó và bà tìm nó tới nó, bà hỏi mà nó không có đưa ra được cái luật sư á thì bà mới vô cuộc được, mới thưa được nó thôi. Mà tại sao bà không đi nói những cái này lên cho cộng đồng mạng nghe? Tôi hỏi bà có đi tìm Nhật không? Bà có hỏi Nhật á là có thuê luật sư thật sự không? Bà có quyền hỏi đó, tại vì bà nói bà là người mượn cho con Nhật mượn tiền, bà có quyền hỏi mấy cái đó, đúng không? Tại sao bà không đi hỏi? Tại sao bà không chia sẻ những cái đó đi? Bà có tìm Nhật hỏi không? Nếu mà bà có tìm Nhật hỏi, bà phải lên clip mà nói cho ta nghe. Tôi có tìm Nhật hỏi rồi, nhưng mà Nhật nó nói nó không có thuê luật sư, thí dụ như vậy. Hoặc là nó có thuê luật sư và luật sư nó là luật sư ở đâu và trả giá tiền cho luật sư là bao nhiêu tiền. Bà phải lên nói những cái đó. Chứ không phải á là bà lên đây và nói á là chị em của tôi á, những anh chị em tụi tôi, bà là kêu tên lên người này lên người kia lên, bà vu khống mà tụi tôi bị mua chuột rồi bà chửi rủa tụi tôi, bà hâm dọa tụi tôi, bà muốn bịt miệng tụi tôi bằng cái cách đó. Bà nói là tụi tôi bị có Hằng mua chuột để tụi tôi á không có nói gì tới không có được á là cái lời nói của mình á là nghĩ á người ta không tin mình là coi như là mình đã bị mua chuột rồi. Đó, bà hạ uy tín mình, bà làm cho mình rất là stress các anh chị bác, bà làm cho em tinh thần của em rất là mệt các anh chị bác. Đó, bà hạ thấp danh dự của người khác bằng cái câu mà bà nói là tụi em bị mua chuột rồi, mà bây giờ các anh chị cô bác phải lấy lại công bằng, yêu cầu bà đưa cái bằng chứng mà chị em bị con Hằng mua chuột, số tiền bao nhiêu và bị mua chuột như thế nào, bao nhiêu tiền. Chứ không phải là bà muốn nói ai mua chuột là mua chuột nha. Tôi nói bà nghe, những anh chị em của tôi rất là mệt với bà, tụi tôi không có yêu cầu bà kêu ghéo tên những chị em của tôi lên cái kênh của bà, tôi không có đồng ý cái chuyện đó và không có đồng ý bà du quan cho tụi tôi. Tụi tôi đã nói rồi cái kênh của bà là cái kênh rất là bẩn tụi tôi á không có yêu cầu bà, không có thuê, không có mướn, không có mượn bà, kêu tên những anh chị em tôi, vợ chồng tôi ha, đó, để mà lên bà bị chuyện mà vu khống. Xong á là bà chạy, bà là cái người á vu khống cho tụi tôi là bị mua chuộc, bà phải đưa cái bằng chứng á, tụi tôi là bị mua chuộc nha, lên nha, cho cộng đồng mạng coi nha, chứ không phải á bà lên đây bà bịt miệng tụi tôi bằng cái cách đó, vu khống. Trời ơi, làm cho hả, chứ anh chị bác biết không, làm cho tụi em á hả rất là mệt. Ông xã em á ha, ổng á đi làm á mà không làm được, ổng phải nghỉ làm luôn, ổng nghỉ làm á ha, tại vì bà này bà vu khống cho em, làm cho em rất là mệt, em không, em rất là stress đó. Những cái này á ha, ông xã tôi á, vợ chồng tôi, gia đình tôi á ha, cái sức khỏe á, gia đình tôi á nó rất là quan trọng, công việc làm của ông xã tôi rất là nhiều, mà bà lên bà làm á, bà vu khống cho tôi để cho á, vợ chồng tôi, vu khống cho ông xã tôi ha, là bị mua chuộc rồi bà hăm dọa các thứ. Những cái này là nửa lên pháp lý đó nha, tôi nói cho bà nghe, chứ không phải là bà nói cái gì bà nói nha. Bằng chứng á, tụi tôi bị mua chuột nha, bà vu khống tụi tôi bị mua chuột đó. Rồi bây giờ cái vụ mà em chia sẻ cho khán giả nghe, cái vụ mà Trang Lê nó yêu cầu Hằng lưng lẹo tháo clip đó, cái chỗ này nè, okay, em chưa nói. Còn mà nói á, tại sao á mà tôi á cản trở bà, kêu con Hằng lưng lẹo tháo clip bà xuống, đúng không? Tôi nói cho bà nghe lý do mà tôi nói bà để clip ở trên con Hằng đi, không á tháo xuống được, là tại vì bà, chính là cái miệng của bà. Bà nói là bà đã là cái người đi thưa, đi tố con Hằng, đúng không? Bà là cái người nạn nhân, bà đi tố con Hằng thì bà phải để clip ở trên đó, đúng, cho người chính ta coi xác. Cái đó là cái bằng chứng của bà. Mà đằng này bà kêu con Hằng tháo clip xuống, tức là bà muốn chạy tội thôi, mà ngoài miệng thì bà nói bà đi thưa con Hằng. Cái này là bà đang dẫn dắt dư luận, bà đang xạo láo, cho nên tôi lật mặt bà, hiểu không? Lật mặt cái con á, xạo láo như bà. Bà không có thưa kiện của Hằng, bà chỉ lên làm lớn chuyện lên như vậy, bà tạo cái áp lực cho con Hằng để mà con Hằng nó tháo clip quà xuống để bà chạy tội, chứ bà không phải là thưa con Hằng. Tôi lật mặt bà chỗ đó đó. Chứ nếu mà một người bà muốn thưa con Hằng, đúng không các chị bác, thì những cái clip mà của bà để trên đó. Tại sao trước khi Yến Nhi lên nói cái câu chuyện mà á, con Hằng á ha, nó kêu gọi tiền cho thằng Toàn để bê bon, mà bây giờ không có ai biết thằng Toàn đã ở trại giam nào, con Hằng nó cũng trả lời được luôn. Mà nó nói á, là bây giờ á ha, còn lại cái số tiền á 3.050 đồng nó cũng không có thuê sơ quịch luôn quý vị. Đó, mà nó bà Trang Lê này á, tại sao trước kia em lên nói mấy cái vụ tiền của con Hằng, bà không yêu cầu con Hằng tháo clip xuống đi, mà tới khi em lên em nói vụ con Hằng thì bà lại sợ, hoảng sợ, bà kêu con Hằng tháo clip xuống. Đó. Tại sao nếu mà mình là thưa con Hằng, clip để mấy năm trời rồi, ai cũng coi hết trơn rồi, thì em đâu có sợ nữa đâu anh. Ai muốn coi coi, cái đó có bằng chứng của em mà, em đi thưa con Hằng em phải để clip cho đó để em đi thưa con Hằng. Đằng này bác kêu người ta tháo clip xuống, mà tức là bà muốn chạy tội, bà không có thưa con Hằng, bà mới làm như vậy. Mà bây giờ sao chạy tội em? Mình quay lên hết rồi, mình có chạy tội được đâu. Bây giờ Hằng lưng lẹo nó tháo clip xuống á của Du á, để cho nó anh chạy. Cũng có nữa nè, anh cũng còn đó. Ok, lúc đó lên pháp được coi sao, để coi sao nha Trang Lê Lê đó. Còn người nào á muốn chơi lớn á phải ra mặt, đưa cái mặt chó mày lên mày bí lên nói chuyện, ok nghe không? Bơi đi không, anh nhiều khi nó không đưa mặt lên, nó hỏi chồng nó quỳ, nó đang quỳ chồng nó lại á. Ủa nó đang quỳ hả? Chắc vậy quá. Nó đang quỳ chồng. Đưa cái mặt chó mày lên này nói chuyện với tao, nghe không? Bơi đi. Đó. Ngồi trong núp mà đó bà chơi lớn, trời ơi. Mình mãi thì xăm lăng quăng, xăm cấp nhái, xăm ẩn ương, xăm ruồi mũi, xăm tủ thứ, xăm dữ lắm, khè hả? Hăm dọa hả? Bịt miệng hả? Ủa? Đi thương Hằng, hai người đi thương Hằng, luật sư thuê rồi đúng không? Đưa cái key member lên cho người ta coi, cái đó mới là bản lãnh đó. Đó, làm cho người ta coi, đưa cái key member lên ha. Thưa con Hằng, thưa ngày nào, hồi nào, đưa cái key member lên, người ta tự người ta vô coi người ta biết à. Đúng không quý anh chị? Đúng không anh? Key member nói thưa này, ngày mai thưa người kia, thưa người nọ, trời ai người cũng muốn thưa chứ. Mà key member không có, chỉ có mấy người u mê á, người ta không biết thôi phải không? Đó, cái đám u mê mà có một số người biết nó không có thưa luôn, mà vẫn cố tình đi bờ đích cho nó. Thì bây giờ nghĩ ra cái câu chuyện giật Uber cũng có liên quan với bờ đi, ok cũng có liên quan mấy bởi vì nó cản em hoài à, nó cứ cản em hoài. Mỗi lần mà em nói tới là bắt đầu nó khè, nó đòi bể răng tụi mình. Rồi nó có cái cây hạ súng, nó có cái cây gì 308 á, trời ơi, nó hăm dọa tụi em. Xong rồi nó mỗi lần em nói vụ Hằng là bắt đầu tụi nó ra hăm dọa em mà. Các anh chị bác mỗi lần em lên ra nói vụ Hằng là bắt đầu tụi nó ra chửi em. Đúng. Ghê lắm. Bây giờ Birdie nó comment cho em, nói kêu em cái gì phải không? Nó có comment, nó cái bình luận đó mình có chụp hết trơn rồi. Mình lên pháp lịch mình đưa ra. Đúng rồi, nó vô nó hăm dọa em. Nó hăm dọa đó. Nó qua rồi em mấy ngày trước đó, các anh chị bác. Rồi sao? Muốn đúng chơi lớn không? Bây giờ nè, anh hai đang chơi lớn với Vu nè. Nó Birdie. Đó, mày phải qua cái kênh anh hai chị hai á, đưa cái mặt chó mày là tao sẽ đưa cái mặt chó mày lên. Tao đưa cái mặt chó mày lên á. Mày làm điều gì tao? Trước khi á mày muốn chơi lớn với tao á, hả Birdie? Mày phải đưa cái mặt chó mày lên. Mày biết nói chuyện, ok? Nghe không? Mấy ngày trước á các anh chị bác, mấy ngày trước á Birdie á qua á kênh của em á các anh chị bác, bình luận á hăm dọa em đó. Ha, hăm dọa em, những cái bình luận đó em chụp lại rồi. Mới cách đây á 2-3 bữa đó. Và hả chị Mai Hồng cũng biết mà. Ha. Qua bình luận hăm dọa tụi em. Đó. Các anh chị cô bác á theo dõi á, câu chuyện á của em tiếp theo á ha, em sẽ chia sẻ bên cái kênh á anh hai chị hai. Ok. Là anh sẽ đưa cái mặt chó nó lên để cộng đồng mạng biết nó là ai, lý do tại sao anh đưa cái mặt chó nó lên, tại vì nó hăm dọa em. Ok, Trăng Lê á, Lê á hăm dọa vợ chồng mình á, nó đòi bể gan anh, vợ chồng mình đi tìm địa chỉ mình. Rồi đó. Rồi á Birdie. Bây giờ á anh sẽ đưa cái mặt nó lên để cho người ta biết cái mặt nó. Để mà đó, sau này vợ chồng mình, vợ chồng mình và những anh chị em khác, cũng như là anh trai này Joseph nè, và Miss Phoenix nè, em gái Dakota nè, và chị Mai Hồng nè, và chú ơi con đây nè. Đó. Những anh chị em đó và người nhà của người thân những anh chị em đó, có chuyện gì xảy ra là đều do bà Trăng Lê và Birdie này nó đã hăm dọa tụi em ha, rồi bể răng tụi em. Không phải á là một mình á em nói ra cái câu chuyện này, không phải là mình em biết, mà cộng đồng mạng, những cái video đó nó đã có từng up lên hết trơn rồi, cộng đồng mạng rất là nhiều người biết. Và chị Mai Hồng rồi Dakota, anh chơi này Joseph ha, đó chú ơi Miss Phoenix, người ta cũng có, ai cũng có hết trơn á, ai cũng biết hết trơn á, và những khán giả người ta đều biết hết trơn á ha. Không, ở đây không có hại ai á mà nói quan cho bà hết trơn á. Ha, clip của bà Du khống, bà nói tụi tôi bị mua chuột, rồi bà đòi bẻ răng tụi tôi ha, rồi bà bạn trai của bà nói có cái cây á ha 308 đó, những cái lời nói của bà ha lên á tấn công tụi tôi, hăm dọa tụi tôi có hết trơn á. Đúng, bây giờ mình có à. Lấy gì mà thắng hả? Đó, bây giờ Du á đang quỳ xuống đang nói chuyện á, mày hiểu chưa? Đó, đưa cái mặt mày lên đi, mày nói chuyện với tao, ok? Chơi, nghe chưa? Chơi mà chơi trốn, chơi núp, mày muốn chơi lớn, trời ơi. mà anh biết không, em đã nói rồi, em nói tụi em và chị Mai Hồng và Dakota, anh chơi nữa chết xịt ha. Rồi á, những anh chị em cũng như Miss Phoenix nữa, không có ai muốn chơi với một cặp nam nữ này hết trơn á, không ai muốn chơi với nó hết trơn á. Tại vì á mình là người, phải không? Mình là người, mình không có chơi với người mà kiểu như mà cái thứ mình núp như chó vậy, mình không chơi mấy thứ đó. Đó, mình chỉ là yêu cầu nó đừng có vu khống tụi mình nữa, đừng có kêu tên những anh chị em của tôi lên. Cái kênh của bà rất là bẩn, người ta không có muốn cái tên của mình lên trên đó. Trời ơi, đi lên nói chuyện gì đâu mà hả tục tiểu quá trời, lấy cái bộ phận của phụ nữ đàn ông rồi đi ra lên kênh nói rồi lấy tên của mình lên trên. Chị cái kênh của bà không có uy tín, không có uy tín gì trơn á, nói người ta lừa đảo mà không đưa ra được cái số tiền lừa đảo đâu. Rồi á hả, bữa nay thì trốn, bữa nay thì núp, rồi á xóa clip, rồi ẩn clip, rồi nói không có làm YouTube, không có làm YouTube, mà có ngày cái lên kéo tên người ta lên, kéo tên vợ chồng mình, kéo tên các anh chị em lên để mà kiếm chuyện, để mà câu view, câu sụp, kêu người ta like cho, kêu người ta subscribe cho, kêu người ta like cho, mà nói không có làm YouTube, mà lên chửi người ta, kiếm chuyện người ta để cho người ta nói mình, vu khống cho người ta để mà câu view, không có gì nói, tại vì nó là vô dụng bất tài, nó không có, nó là thứ vô dụng bất tài, phải không? Không có cái chất xám để mà sáng tạo ra, để mà đi tìm tòi những cái gì chia sẻ, những cái gì hay ha, những cái gì hay, những cái gì đúng đó, chia sẻ cái gì hay ho cho người ta coi. Cho nên nó phải mượn tên của những anh chị em và vợ chồng mình lên, những người nổi tiếng vậy á, lên để mà nó có cái nó làm, để mà nó câu quy, nó câu sụp. Bản lĩnh quá, bản lĩnh quá, thực sự ra chỉ là bất tài thôi, chỉ là biết bịa chuyện chửi người ta thôi để mà lấy sụp, lấy view, đúng không? Ủa, nói không có làm YouTube, nói không có làm YouTube mà tại sao kêu like cho, share cho, sụp cho, ủng hộ kênh này, ủng hộ kênh kia cho. Hèn quá vậy, dơ quá vậy, bẩn quá vậy. Lấy tên của mình, vợ chồng mình lên, lấy tên, view. Lấy tên vợ chồng mình ra, nó tại nó không có đề tài làm, không có gì nói, không biết gì nói. Tại vì á, nó phá mình hoài, nó không muốn mình nói vụ Hằng cái đó, bây giờ á mình không nói thì nó đâu có gì nó nói đâu. Hồi đó mình nói cái nói chạy qua nghe xong nó về nó xạo. Nó chạy về lấy của em không à. Đúng rồi. Nó không biết suy nghĩ gì hết trơn, nó chạy về lấy của em, cái nó chạy về nó xạo. Rồi nó thấy mấy anh chị em nào đăng clip lên cũng như trên lời cái đăng clip lên nào hay quá cái đem đăng về nhà nó lụm đăng về nhà nó copy không à. Tại sao nó lên clip nó kêu mình á đưa ra hết bằng chứng cho nó. Nó kêu á mình á, nó cứ tối ngày nó kêu mình đưa bằng chứng lên đi, rồi nó kêu mình lên đưa bằng chứng lên hết đi, mà ủa nó kêu mình đưa bằng chứng lên hết cho nó, nó không đem bằng chứng lên cho người ta coi đi. Rồi á mà hôm qua em nghe được cái clip của nó nói á, nếu mà đưa bằng chứng lên nó là thưa kiện của Hằng được. Ủa vậy tại sao nó kêu mình đi đưa bằng chứng lên? Đúng, tức là nó không muốn mình thưa kiện, nó không muốn con Hằng này có cái chuyện gì xảy ra lên tới pháp lý, anh hiểu không? Để cho Hằng chạy tội, cho nên nó kêu mình đưa ra đi. Xong rồi nó nhận tiền. Nếu mà làm sao kiểu này á là chắc nó được cái tiền thưởng thù lao lớn lắm á. Đúng rồi. Đúng rồi. Nó là cái người nội gián đó, nó là cái người nội gián. Nếu mà nó chặn nó được tụi mình xong á là nó được một số phần thưởng ha. Và nó một là như vậy, còn hai á là nó được chạy tội, phải không? Nó có nhúng chàm ở trong đó rồi. Đó, nó cứ lên nó cản mình hoài để cho mà mình không nói được. Nó muốn bịt miệng mình đó anh. Đó, tại vì nếu mà con Hằng ủ tờ thì nó sẽ ủ tờ. Đó, bởi vì bây giờ nó sợ liền á, mình làm một clip cái nó nhảy lên nè, nó táp liền á em. Wow, nó táp luôn á. Nó xạo, nó dằn mặt, nó dằn trước một câu, nó nói nếu mà đưa lên bằng chứng là sẽ không có thư kiện được con Hằng. Không có chuyện đó đâu. Rồi, nếu mà thật sự mà con Hằng nó có lừa đảo hay là thằng Uber nó có lừa đảo nó thì nó vẫn đi thưa được, đưa bằng chứng lên vẫn đi thưa được, làm gì không thưa được. Đúng không? Làm gì có chuyện đó, nó xạo. Bởi vì á mình phải lên chia sẻ là cái mặt của cái con ba xạo này nè, cái cặp ba xạo này nè. Đúng. Thằng bạn trai nó là đang tiếp tay cho nó và hăm dọa tụi mình, hai đứa nó hăm dọa mình, hăm dọa những anh chị em để mà bịt miệng tụi mình. Để anh nói cái vụ mà tấm check ha. Một tấm check. Cái vụ mà 35.000 là hai tấm check, một tấm check á là anh thấy được là 20.000. Ok, là cái tấm đó là cash check. Ok. Cái đó á có thể mua xong return lại được, ok. Mà cái tấm cash check này có thể là Photoshop được, ok. Còn cái vụ mà cái tấm check á, personal check á, mà nó đưa cho mình á, có lẽ là tấm check á vô dụng, ok. Lúc đó sau này á, Trang Lê Lê á lên giải thích nha. Lúc mà du sinh á, tấm check á, đó đó đưa cho anh á, cái tấm check đó là không đúng đâu, ok. Tại vì tấm check đó gỡ qua cho anh á là cái số mật mã cái tấm check là bên tay trái, ok. Xong rồi á, và cái ngày tháng năm là ở trên, tấm check ở dưới. Xong rồi bên tay phải là 15.000, không phê cho ai hết, không ký tên cho ai hết, ok, không có ký tên, ok. Lúc đó á, Nhật Uber á phải đưa ra bằng chứng ở trên tòa, ok, là bank statement của Nhật Uber là cái vụ 15.000 đó, ngày nào, tháng nào, năm nào, ok. Rồi hôm nay á, bây giờ á mình chia sẻ tới đây trước đi, rồi một hồi á mình sẽ coi cái gì tiếp theo của bà nói cái gì á, em sẽ cập nhật lại, em chia sẻ ông bà cô bác cùng nghe bên kênh anh hai chị hai tiếp theo. Xin chào quý vị, chúc quý vị mạnh khỏe, chơi lớn nha, buddy, thành công trong cuộc sống, chơi lớn nha, được nhớ đưa cái mặt chó mày lên nha, nó buddy. Rồi vợ chồng em chào tạm biệt quý vị nha, chúc mạnh khỏe, bình an, thành công trong cuộc sống, bye bye.